Vâng, xin chào các bác, để biết tên kia xe đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe gian cao cấp, một dòng xe gian cao cấp nhất của dòng gian XKSL. Và đây là chiếc gian XKSL1 về rất nhiều tại cửa em. Và đây là một mẫu xe touring bán chạy nhất tại cửa hàng em thời điểm hiện tại, về dòng touring đường phố các bác nhé. Xe được trang bị một bộ group, nguyên một bộ group của Shimano Livio và phanh đĩa dầu thể lực. Giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, xe có tông màu là màu đen các bác nhé. Một lớp sơn đen lì. Cái lớp sơn này các bác đi đường bụi bẩn hay gì về lau qua là nó đã sạch rồi. Nó không như dòng sơn nó bóng kia. Tông màu chủ đạo là tông màu đen xanh thôi. Vẫn về dòng màu này thì em về cũng rất là nhiều rồi. Đường chỉ đỏ rất là thể thao trên khung xe đây. Đánh giá chiếc xe này cực mới luôn nhé. Hầu như không một vết xước nào. Trên 90-95% về độ mới. Kim của da, thông tin cho xe. Và đây là vọng nước theo xe của gian luôn. Xe nào có vọng nước thì em để nguyên trên xe. Nói về gian thì phải nói về bộ khung nhôm rất là chất lượng, dây hợp kim công nghệ alloy XL cao cấp hơn alloy thông thường. Xe này rất là nhẹ và bền các bác nhé. Lướt qua nước sơn của xe. Như đánh giá ở đầu video thì chiếc xe rất là mới rồi. Dây âm sườn cao cấp đây. Xe trang bị dây âm sườn gian XKSL1. Có thể lên buổi xếp thêm với chiếc xe này. Xe có 2M chứ không? Chiếc xe thì có mã Kia của chính hãng. Của hãng đây. chín tầng lip của Shimano. Vẫn là lốp cơ bản của dòng xe touring 700x28, dòng touring đường phố. Chứ các bác đi thanh cảnh những đường phố xe đạp rất là thoải mái và lướt các bác nhé. Đây bộ lốp này. Lốp đánh giá còn sử dụng được một thời gian nữa nên phải thay. Vành nguyên cặp của gian SX2, phủ đề của Shimano Alivio. Phía đằng sau các bạn có thể thấy là bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano nữa. Phía bên trên đây thôi. Phốt và ghi đông nguyên zin của hãng gian, nguyên bản đều theo xe, càng nhôm khung nhôm siêu nhẹ, tay nắm cao su, bộ tay bấm xả của Shimano Alivio thì tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa cho xe 27 tốc độ có thay đổi các bác. Bộ phanh đĩa dầu thủy lực đây của Shimano luôn. Quay lại cảnh bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Vành trước, trước nguyên zin của gian. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Gạt đĩa các bạn có thể thấy đây, gạt đĩa của Shimano Alivio.
khung xe có ghi size M. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao đúng và ngang của xe. Xe có size 51 các bác nhé. Ngang là 53. Size M phù hợp các bác từ 1m63 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này. Rồi xe giờ đánh giá chuyển động. Xe trang bị nguyên một bộ group của Shimano Adigio 9 tầng lip của Shimano luôn các bác nhé. Lip. Xuống lip. Tầng chuyển động rất tốt. Phía bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Gạt đĩa của Adigio luôn. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rồi chuyển động rất tốt. Cùng với bộ khung nhôm của Alouis SL. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Gian XSL 1, chiếc dòng xe cao cấp nhất của dòng Gian XSL. Và chiếc xe đang có giá bán tại cửa hàng em là mức giá là 9,5 triệu, miễn phí ship. Đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm, các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7093 để xem những ảnh chi tiết của chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.